Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạc Văn Khoa, Thanh Hương, Đỗ Duy Nam đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị tại bản Cát Cát. Với những món ăn truyền thống, những trò chơi dân gian đặc sắc và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người dân nơi đây. Tạm biệt bản Cát Cát, ba MC tiếp tục hành trình khám phá Sapa với một góc nhìn khác. Một Sapa hiện đại và đông đúc. Con tàu hiện đại nhất Việt Nam. Cảm giác mình đang ở trên những cái chuyến tàu mà đi vào núi tuyết ở châu Âu ấy chứ. Đấy. Những món ăn đường phố hấp dẫn. Gặp gỡ những con người dễ mến. Lâu ngày gặp mọi người nổi tiếng mời các anh chị. Ôi, anh cũng mời. Dọn luôn điện thoại vậy. Vừa nãy chị thấy hai soái ca đi cái quán ngoài kia đẹp trai lắm. Ôi rồi, nhìn chị... như tài tử Hàn Quốc luôn. Thấy trai mà mặt chị hớn thế. Thì ai nhìn thấy trai đẹp mà chả hớn. Em nhìn thấy gái đẹp em có hớn không? À có chứ. Soái ca nào? Ôi rồi em ơi, chân dài 2 mét. Mà đi ngoài kia hả? Áo lông, áo trong như màu đỏ, màu hồng gì đấy. Đi giày, catwalk. Trời ơi, chị thề, chị tưởng chị có thể ngã vật ra đây được ý. Đẹp trai lắm luôn ý. Soái ca nào, soái ca nào? Chị Hương ơi. Ơi. Vậy thì chị ngã vật ra đi. Hai người vừa đi ngoài đó đó chính là em và anh Nam đó. What? Soái ca. Cái gì cơ? Hồi nãy đi ngoài kia đấy. Áo lông nè, áo đỏ. Ôi giời ơi. Fashionista như thế này cơ mà. Ngã vật ra chưa? Ngã vật ra chưa? Nhìn xa cứ tưởng đông doăng. Đông doăng. Lại gần hóa khỉ. Loang quăng đầy đường. Loang quăng đầy đường. Ôi giời ơi, chị ơi, sao lại ra con khỉ chị? Hồi nãy tụi em đi là dáng kết thuộc Hàn Quốc. Này, lần sau nhá, phải có biết sĩ diện nhá. Sĩ diện cái gì? Đã không soái ca đừng có mà bày trò xong mày đi kết quắc ở ngoài đường thế. Đâu, làm người ta hiểu lầm nhá. Lên cái đỉnh sương mù như thế này thì phải đi soái ca Hàn Quốc chứ. Thôi, người ta soái ca người ta 6 múi, 1m2, 2m. Đây chân dài đúng một nhúm. Như thế là xúc phạm người nhìn nhá, tôi nói cho hai ông nhá, biết nhá. Mình khôi trong không khí đẹp này đừng có cãi nhau nữa. May là hai người em ấy bỏ qua nhá. Ừ thôi. Phải người khác là ăn đòn rồi đấy nhá. Đấy, đi ra ngoài khám phá thôi. Đi. Rồi nhờ vậy biết mặt chị hám trai quá. Ông Tư Kỳ Thú xin được chào tất cả các bạn. Mọi người ơi, chúng tôi đang có mặt ở ngay cạnh chiếc tàu hỏa leo núi tiêu chuẩn châu Âu hiện đại nhất Việt Nam. Nhà mình có biết là chúng tôi đang ở đâu không? Nếu muốn biết thì hãy đi cùng với chúng tôi nào. Ẩm thực kỳ thú từ đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex Foods đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì đi theo chúng tôi nào. Let's go. Wow. Ôi, như ở châu Âu ấy nhở. Đúng là hiện đại có nhất Việt Nam có khác. Cảm giác mình đang ở trên những cái chuyến tàu mà đi vào núi tuyết ở châu Âu ấy chứ. Đấy, đẹp quá. Ui, xung quanh là sương mù, trời ơi. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, con được lên tàu sang nhất Việt Nam, mẹ ơi. Thầy Dũng ơi, sang trọng quá. Ôi, mình cũng phải sang lại. Sang, nói sang, vậy. Lên người ta... khép lại này.
Đấy, cửa tự động, trời ơi. Các bạn ơi, hãy cùng chúng tôi vào cái hành trình này, đi tham quan nơi này. Mà nơi này là nơi nào thì còn lâu mới nói. Hãy cùng chuyến tàu và cùng chúng tôi đi khám phá. Ủa là nằm này luôn hả? Sao có ghế chúng mình không ngồi cho nó sang? Mình ngồi đi. Mình đang ở một chiếc tàu sang trọng mà. Cảm giác con tàu nó chạy nó xé làn xương ra. Ôi trời ơi, đẹp quá. Bây giờ nó không nhìn thấy cái gì luôn rồi đây này. Vậy mới đã chứ. Nếu mà nhìn kỹ. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến tàu hỏa leo núi hiện đại nhất Việt Nam ạ. Dạ. Vâng. Đây là chuyến tàu hỏa leo núi hiện đại nhất Việt Nam do Doppelmayr và Garaventa Thụy Sĩ cùng thi công và làm lên tuyến tàu này. Dạ vâng, làm cái con tàu này và khi mà nhập khẩu về thì có mất lâu thời gian và mất bao lâu thì bao nhiêu lâu để hoàn thành cái tuyến tàu này thì thời gian xây dựng thì cũng mất khoảng tầm gần 2 năm. Tức là khoảng 4 năm. Dạ. Ngoài ra thì cái view hôm nay em không nhìn thấy nó có hướng ra. Đúng ạ. À, nếu mà trời quang chúng ta sẽ nhìn thấy view là phía bên tay trái của chúng ta, đó là dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ ạ. À, Hoàng Liên Sơn của bên tay phải ạ. À, bên tay phải là chúng ta sẽ nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Sapa. À. Wow, và những ngày mà trời quang mây thì chúng ta sẽ nhìn thấy những bản làng dân tộc bình yên trong sương mờ ảo ạ. Ôi trời ơi. Nói chung là nhìn đến đầy đủ. Nhưng mà hôm nay mình nghĩ này là thấy sương mù. Em nghe nói là Sapa vào những cái tháng mùa đông thì rơi tuyết, đúng không chị? Đúng rồi ạ. Vào những tháng mùa đông thì sẽ có tuyết rơi ạ. Ủa vậy là đi cái tàu này là vào nên tháng mùa đông là thấy tuyết rơi bên cạnh luôn hả? Nếu mà các bạn muốn ngắm tuyết rơi thì xin mời các bạn hãy lên với đỉnh Phan Xipang. Đặc biệt là vào những tầm khoảng cuối năm ạ, tháng 12. Hình như mình đến nơi rồi đấy. Hết 2 km sao nhanh quá vậy chị? Ôi, cảm giác như muốn chị được giới thiệu mãi. Vâng. Và đến đây là nhà ga đưa từ thung lũng Mường Hoa về thị trấn đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta vừa đi từ ga Mường Hoa về thị trấn Sapa. Dạ, em cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị nhé. Em chào chị nhé. Em chào chị, chúc chị nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Wow, đến thị trấn Sapa rồi. Ôi, nhà ga đẹp quá. Đứng cả cái nhà ga đẹp thì thấy mình nó đẹp hơn ha. Như một những quý tộc gia. Đúng rồi, giang hai tay xuống bước trên những bậc thang. Dạ, xin chào ngài. Ngài dạo này cũng rồi, Lâu có được đi cái thang nó to này không? Đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, tại sao bờ tường nó có thể trắng như thế này ta? Sảng hả? Thật mà. Không phải, khi mà Khoa nó đứng cạnh bất cứ cái gì thì cũng thấy nó rất trắng. Đang ở những một nơi nào đó ở Pháp hay ở Paris. Trời ơi, đường phố sương mù có những ánh đèn vàng vàng, lãng mạn quá. Với khung cảnh đẹp như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mua sắm và ăn sập cái Sapa. Yeah, đi. Ôi, bên kia có hàng ăn này. Đâu? Đây. Ôi, hàng nướng, đồ nướng. Đồ nướng. Trời này mà ăn đồ nướng thì thôi rồi. Cạn Sapa luôn. Đây có món gì đây thế này? Đây là có khoai lang nướng này. Bánh tráng nướng ạ. Bánh tráng nướng. Khoai lang nướng. Làm quả trứng đi nhỉ? Hột gà nướng. Cho em một bắp đi chị. Cho em quả trứng nướng. Đói quá. Ăn thở ra khói đấy chứ. Dạ thôi. Tổng thiệt hại của em bao nhiêu tiền chị? Một bắp. Ông ơi à. Không được rồi, tụi em thấy giờ ăn quá trời ăn rồi. Không, chị cứ bọn em đi du lịch ạ. Chị cứ phán cho em cái giá đi. Lâu ngày gặp là người nổi tiếng mời các anh chị. Ôi anh cứ mời. Người Sapa lại còn thân thiện đến nay nữa đi. Chị chăm đi. Không, em không nhận đâu. Trời ơi. Trời ơi, người Tây Bắc nó như là chén rượu nồng say. Thế rồi chụp tấm hình kỷ niệm. Kỷ niệm nhá. Ôi cảm ơn chị Nga, chúc em gặp lại chị Nga nha. Rồi, tụi em đi tiếp đây. Leo dốc cũng không thấy mệt luôn á. Không, nhưng mà có vẻ lạnh quá.
hai đứa không thấy lạnh à? Xuống nó xuống rồi em. Ôi. Đây, lạnh lắm. Chị có ý kiến thế này. Hả? Bây giờ mình đi thong dong, mình ngắm cảnh, mình dạo phố phường. Mà mặc này sợ tí về ốm mất tại vì xương nó vào. Hay mua thêm cái gì đó ha. Hay mua cái đồ gì kiểu mũ mão khăn len đi, hay đi, là găng tay của chị rét quá. Ướt hết đầu rồi. Đây đây áo mũ này. Wow, Mai bán vì đam mê. Bán vì đam mê. Chất hả, bán vì đam mê. Anh ơi cho em coi đồ xíu nha. Ai vào đây ấm hẳn ha. Thổ cẩm này. Mà giá ok lắm, giá phải chăng lắm. Vòng vèo này quá khoa. Ôi mà em đen quá. Đội mũ này không thấy em luôn. Anh phải mua cái này để anh đi đường. Gối là gối hả? Không. Nam ơi, Nam hợp cái này này, đi ra chị đội thử cho xem. Không, cái này không hợp, cái này tối quá. Đội cái này này mới xinh mà. Nhưng em con trai mà. Không. Chị thấy cái người ta đội cái này đường nhiều mà. Này bóp cái đi. Quay đây, quay đây. Thôi bị yêu luôn. Nó phải phẩy cái tay. Ừ, nó phải phẩy thế. Thế nó mới phong cách, nó mới xịt tay chứ. Em cứ làm cái khăn đi. Khăn màu vàng à? Cho nó tôn ra. Thôi, hai đứa nói gì đấy? Hai đứa thân với nhau, đội nó phải có đôi có cặp chứ. Đây. Được không? Đội đi, hết tóc em đang fashion Hàn Quốc. Đang fashion Hàn Quốc. Cái này nó bóp bóp là nó giật giật đấy hả? Vitamin này. Được đấy. Được không? Đây, vào tay hồng. Hồng chưa? Cho chị một đôi nào. Được rồi. Rồi. Quá đẹp, nhìn sang quá, nhìn em giống siêu mẫu châu Âu không? Anh là siêu mẫu châu Pháp, nhìn ra con người rồi đấy. Ai nhìn đẹp đấy? Đây là những cái gì? Trà sơn giá mật ống 2,30,000 á. Anh ơi, đây là những cái đặc sản trà của địa phương đúng không ạ? Và những cái mứt. Ôi em chắc em làm xuống. Anh ơi, bánh xén cù là bánh nào hả anh? Ừ, làm ít mứt đi. Làm gói mứt mứt đào đi. Đây. Không phải. Thơm ơi, ngon ngọt. Nó không bị ngọt quá. Ừ, chắc bà... em thích trà hoa cúc, em làm bịch trà hoa cúc. Cho tôi trà hoa hồng đi, hoa hồng ở trên đi kìa. Hoa hồng à, đây có đây. Đây xén cù này. Mua rồi ạ. Mua rồi. Được rồi. Ta thành đàn nhá. Dạ. Đi qua đường này. Sương mù nha, qua đường cẩn thận nhá. Đây có tiệm hạt rẻ này. Hạt rẻ sao ba này. Rồi. Có đồ ăn rồi, bánh đấy nhá, bánh. Wow. Bánh gì thơm đấy. Chào anh ạ. À. Chào anh. Dạ, em chào anh. Vâng, em anh ơi. Mua hạt rẻ ngon quá. Hạt rẻ ngon quá. Bọn em là đang đi ở trong cái sương mù á. Mà cái hương, cái mùi hạt rẻ của anh nó thơm quá, trời ơi nó dễ ăn sương mù. Nó kéo bọn em vào đây ạ. Nó kéo thì em vào đây. Hạt rẻ ngon nhất đấy. Dạ. Anh ơi cho em ăn thử viên được không anh? Dạ. Vâng, cho em thử một viên nhá. Cái này là mình mới rang xong rồi anh. Vâng, nhìn nó óng này, vàng óng này. Ngon quá. Ôi, bùi nhá. Thơm nó bùi quá ha. Hạt rẻ Sapa. Hạt to gấp 10 lần hạt rẻ bình thường. Ôi giời ơi, cho em tục thế ạ. Ngửi ở ngoài thì không thấy mùi, nhưng mà khi mà mình bóc ra mình ăn á thì cái mùi nó béo béo ngậy ngậy ở phía bên trong miệng của mình rất là thơm. Anh tên là Hưng đúng không? Đấy, A Hưng à. 50.000 một cân là loại hạt nhỏ hơn. 80.000 là loại mà thượng hạng hơn. Hảo hạng. Ui, nồng nàn. Đó. Ui. Thôi, đây là hạt rẻ. Còn đây là bánh hạt rẻ. Và cái nhân của hạt rẻ thì nó vàng như này và bánh ở bên trong cũng vậy. Còn ở ngoài thì được làm bằng bột mì. Nó không bị ngọt quá, không bị béo quá. Nó rất là vừa phải. Để bánh cái này không là 20 ngày hả? Anh ơi, cho em 1 cân ạ. 1 cân. 1 cân là mấy túi kia em nha. Dạ. Một cân là bao nhiêu anh? 80 đúng không ạ? 80.000. Anh lên cầm cho. Đủ không? Bớt cho 10.000. Bớt cho 10.000 ạ. À 7 dạ. 2 4 5 5 6 7. Anh ơi, em cầm hai cái này thôi anh. Em gửi anh túi ạ. À đây, em gửi anh 70.000 ạ. Nha, chúc anh A Hưng là bán được nhiều hạt rẻ nhá. Dạ, cứ một ngày bán 1-2 tạ nha anh. Đi thôi. Yeah, let's go. Em chào anh. Đi lên hướng này đi. Trời ơi.
ơi, Khoa đã dẫn đi theo ẩm thực kỳ thú rất là nhiều rồi. Và gian bếp của ẩm thực kỳ thú thì cũng ở rất nhiều nơi rồi. Nhưng ngày hôm nay đứng tại Sapa này, gian bếp mà ở không gian sương mù như thế này thì ảo ảnh. Nói thật là chưa một đầu bếp nào trên thế giới có thể đứng nấu ở cái không gian lãng mạn như thế này. Và đẹp, tuyệt vời như này. Đồ ta ăn gọi là Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Đấy, đồ ăn chưa nấu mà đã ngon rồi. Có điều là đầu bếp này đeo cái khăn vàng nhìn không liên quan gì cả. Sao lại không liên quan? Chị cũng thấy không liên quan, chị chả hiểu sao em lại chọn khăn màu vàng nhỉ? À, vậy thế tôi, em chọn màu vàng ấy bởi vì tại anh chọn màu hồng trước. Không, không nào. Em ghét màu hồng hiểu không? Nên em phải chơi màu nổi hơn. Cái gì đây? Nhưng mà em đội màu hồng nhìn nó đàn ông hơn anh. Đội màu hồng nhìn nó đàn ông hơn anh. Anh đội nhìn nó có cái sức hút và chiều sâu hơn em. Ôi, báo cáo với cả hai ông là tôi đói lắm rồi. Bây giờ phải đi tìm người về đây để hướng dẫn bọn mình cách nấu thì mình còn sơi thôi. Ừ, à, ừ ai đi tìm, ừ, ai đi tìm. Người về tìm người phải nấu. Có người, phải có người dạy mình nấu. Đi tìm nấu, đi. Nấu thì chị không biết nấu à? Tôi đã bảo là cơm nhà tôi nấu ngon nhưng mà đồ Sapa cũng chưa biết nấu mà lại. Hôm nay đi mỏi chân lắm mà không đi được. Khoa đẹp dài nhá. Em... Khoa đẹp dài đi đi. Không, tự nhiên sương mù em bị cận. Mắt em bị loạn, đi trong sương khó. Bây giờ hai đứa quản tù xì. Đứa nào thua, cởi từng món đồ trên người ra. Xem đứa nào chịu được lạnh không. Đứa đấy mới bản lĩnh. Chơi cái trò gì ác vậy? 78 độ C. Chơi cởi thế đồ. Mới là chơi, mới là thách đố, có dám chơi không? Em không có gì là không dám chơi. Chơi không? Em biết anh là sinh ra ở Tây Bắc, anh chịu lạnh hơn em. Nhưng mà em ở Hải Dương cũng có mùa đông. Chưa chắc ai chịu lạnh hơn ai. Bây giờ xem Tây Bắc với Hải Dương ai thắng hẳn. Rồi. Thôi trọng tài nhá. Nào, 2, 3, bắt đầu. Quản tu đi ra cái gì ra. Cái này. À. Một món. Em thua đúng không? Đúng, em thua. Lên đây cho nó công bằng, tôi nhìn cho nó rõ, nhanh đi lên. Một đưa món. Đây, đưa đây tôi cầm. Rồi, găng tay. Quản tu đi ra cái gì ra cái này. Găng ra cái kéo hoài vậy? Găng ra cái kéo hoài vậy? Anh thích thế. Không. Bạn tu đi ra cái gì? Ra cái đây. Một mình lên. Nam. Chị thấy có bác ngồi kia bảo cởi quần ra đi. Rồi. Ôi trời ơi. Lạnh cái đầu quá. Sao à? Từ từ để anh khởi động cái một số chỗ tự nhiên nó có ổn vào em. Cái trạng thái là bị co cơ rồi đấy này. Rồi, tiếp rồi. Nào. Chơi nào. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Ôi trời ơi. Không đứng lên. Bước chân trái đúng không? Cởi cái gì bây giờ? Thì anh đi hai vớ đi, rồi đi, hả? Đi nhiều đấy, nhiều tắc đấy. Chơi gì chơi khôn nhỉ? Vậy à. Đây, lạnh quá. Chơi với ai chơi? Lạnh quá. Làm hai cái đàn ông con trai đi hai vớ là thấy không mạnh mẽ rồi. Ôi mọi người ơi, mọi người vỗ tay cổ vũ cho em gái, em lạnh quá. Đấy, có tinh thần của mọi người rồi. Lấy thêm đồ của Khoa nào. Quản tù tì ra cái gì, ra cái này. Rồi, lâu lâu phải thua lần cho hấp dẫn nhá. Rồi, cái mũi bỏ ra lạnh liền ta. Quản tu ti ra cái gì? Ra cái này! Ra cái gì? Ra cái này! Rồi, ăn gian! Không có ăn gian, ăn gian! Trong cái quốc tế! Không có gian cái gì hết đấy! Vấn đề là chị thấy em kêu trước là em ra là em anh nhảy cứ như vậy! Thôi được rồi! Chị rất là công tâm nhá, yên tâm! Bỏ một món đồ trên người! Cái anh gì bỏ đây? Cái gì đấy? Cái gì đây? Không có may mắn! Cái này liên quan gì? Đồ trên người! Hồi nãy anh đâu có mua mất gì khoác! Đây! Cái này em được xin được! À xin là may mắn là anh bỏ cái may mắn của anh ra là anh thua rồi. Nào. Quá. Quản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Cái này. Rồi. Có nhầm không? Có nhầm không? Không minh lên. Cởi nốt chiếc kia ra đây. Qua rồi thôi trọng tài ơi. Em xin phép thua cuộc. Thôi bây giờ em sẽ đi gọi người về nha. Gọi người về nấu. Thôi thua rồi. Nhận thua rồi. Thua sớm thế. Em chấp anh 3 lần. Chấp anh 3 lần. Đây, một cái.
Cái gì đấy? Hồi nãy em có mua móc khóa tặng nhân viên gần 20 cái lận. Cho nên là cứ thua thoải mái. 2, 3. Mua bao nhiêu cái? Đây trong này còn hơn chục cái nữa. Thế sao ông chấp luôn nó hơn chục lần đi. Anh đã ăn gian, anh đã nghĩ trong đầu ăn gian, anh chỉ 2 cái thôi mà cuối cùng em mua 20 mấy cái là sao mà. Anh tìm về, em định mua về tặng nhân viên quán em. Nói vui thì thôi. Bây giờ cả lũ đi với nhau đang tình cảm thế, tự nhiên giờ chơi với nhau mà thành ra ghét nhau không được đúng không? Đúng thôi rồi, Nam chịu thua rồi. Được, em áo, mình em cũng phải thông cảm, em mặc ngay áo mà. Thôi bây giờ em sẽ đi liên hệ với cả người dân để đến đây làm đồ nướng cho chị em mình ăn. Nhanh khẩn trương, đói lắm rồi. Mũ em đâu? Đây, mũ đây. Ôi, ở nhà nhá. Anh cẩn thận nha. Ôi trời ơi. Cẩn thận nhá. Thôi anh đi ra. Bảo trọng nhá. Lần sau không đàn ông thì cứ nhận đại đi. Đi thôi mà chờ chị chơi cái trò cũng ác nữa. Ác gì? Sao không ác? Bây giờ chị thì bỏ một vài món đồ ra chị sẽ thấy tại sao chị ác. Không, chị khác chứ. Chị lại không bỏ món đồ. Thôi chị trả cái khăn cho em đi. Lạnh quá. Chiếc khăn gió ấm. Cho em hỏi cái hàng đồ nướng ở khu dưới đúng không ạ? Vâng. Đây bắt đầu thấy đồ nướng ở đây. Chào cô ạ. Dạ vâng, cháu xin giới thiệu với cô là chúng cháu ở trong chương trình ẩm thực kỳ thú. Và ngày hôm nay lên với Sapa thì trong một ngày mà nó đấy, sương nó giá lạnh thế này, thế nên anh em cháu có chạy ra ngoài chợ để mua một số cái nguyên vật liệu để làm đồ nướng rồi. Tuy nhiên là không phải dân bản xứ và kinh nghiệm thì cũng chưa có. Thế đâm ra là cháu muốn mời cô đến cái chương trình ẩm thực kỳ thú của chúng cháu để dạy chúng cháu nướng những cái món ăn gọi là đặc trưng của về đêm của Sapa được không ạ? Dạ vâng. Thế thì có gì cô đi với cháu cô nhá. Dạ vâng. Thế thì nhà mình thì bây giờ có ai trông quán không hay là có các em để trông quán à? Có các em trông quán. Vâng. Thế thì nhiệt tình quá. Cô tên gì cô nhỉ? Cô tên là Nguyễn Thị Chuẩn. Ôi giời, Nguyễn Thị Chuẩn. Ôi ơi, quán cô Chuẩn ở giữa chợ Sapa nhé mọi người. Nếu ai mà ghé qua Sapa thì ghé qua chợ đêm Sapa để ghé qua gian hàng của cô để cùng ăn những cái món. Úi dồi, nhìn hấp dẫn quá. Nhưng mà cô ơi, ở nhà vẫn còn hai MC đang đợi chúng ta về để nướng những cái món đồ nướng này. Thế bây giờ cháu và cô đi luôn không trễ cô nhỉ? Đấy. Ta đi thôi cô. Đi. Quái sao đi gần một tiếng đồng hồ mà chưa vào, trời chưa về đấy. Tiếng là tiếng thế nào? Chuẩn xác là tiếng rưỡi rồi. Mọi người ơi! Về rồi. Đây. Lâu thế. Rồi chạy, đón cô. Trời ơi. Xin chào các bạn nhé. Quý nhân của tôi, còn quý nhân của tôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Chuẩn, là chủ một cái tiệm đồ nướng rất nổi tiếng ở Sapa. Dạ, nghe tên là con biết nấu ăn chuẩn rồi. Hôm nay thì tụi con có dịp được lên Sapa. Thật sự là nhìn đồ ăn ngon quá, nhưng mà không biết làm thế nào để ăn được. Đấy. Nên là mới nhờ anh Nam đi kiếm cô về đây, kiếm cô thì cô chỉ tụi con nha. Vâng. Đấy, tất cả những cái nguyên liệu thì bọn cháu đã mua rồi. Đây là cái món thịt vịt này. Dạ. Thế và cái đây là thịt lợn. Và đây là thịt ngựa. Đây thịt bò này. Vâng. Nấm hương của Sapa này. Vâng. Cái nấm kim này thì tí nữa ta sẽ quấn vào mi thịt bò nhá. Rồi, thế thôi chúng bắt ta bắt tay vào vào bếp. Cái này cũng phải nhóm bếp đúng không cô? Đúng rồi. Con nghĩ là bây giờ sương xuống này có đốt bếp coi chắc ạ. Cho nó ấm. Dạ, cho nó ấm tỏa ra cho ấm. Mà khi nhắc tới đốt bếp thì mình lại phải ra đốt rồi. Em sẽ lọc vịt chị nhá. Đấy, lọc vịt đi. Lọc vịt trong cái thời gian đấy thì em lọc, thái thịt. Thái thịt, đúng rồi. Chị ơi, mình cứ cứa dần ra như này hả chị? Đúng rồi. Mình lọc cái xương thôi mà mình thái cho nó từ miếng nó vừa thôi. Cô ơi, cô làm cái nghề làm cái những cái món này lâu năm chưa cô? Cô làm năm nay là 18 năm. Ui giời ơi, 18 năm. Bán ở chợ đêm Sapa? À không, trước thì đầu tiên thì là bán ở đây, bán ở dãy nhà thờ công đoàn này. Dạ vâng. Vâng. Thế xong một thời gian thì lại chuyển sang bên đây. Vâng, lại bán ở dãy bên này. Vâng. Thế còn và hiện tại bây giờ thì đang ở ngoài chợ đêm. Dạ vâng. Bây giờ thái đôi ra hả cô? Dạ. Ta sẽ phải thái đúng rồi đến đấy. Ta lọc cái bì này ra. Vâng. Lọc cái bì mỡ ra. Lên Sapa không khí sương mù lạnh lạnh thế này mà làm đồ nướng thì ôi trời ơi, còn gì bằng nữa. Ta thái đây thái miếng từ miếng này, cứ thái mỏng ra. Đấy, thái những miếng đấy là được thái rồi. Thái miếng này gì ạ? Cho vào cái chậu kia để ướp, thái đến đâu cho vào đây.
Chết rồi, to quá. Cái đấy ta sẽ cắt đôi để ta đây cho vào đây để ta tí nữa ta sẽ xiên. Thái xiên. Đấy. Lửa ba bùng liền. Rồi, than cháy rồi đấy. Ôi, chị lọc thịt ổn phết đấy chứ. Chuyện. Được đấy. Cùn tí thôi. Dạ. Anh Nam làm cái gì đấy? Anh đang thái thịt. Wow, cái cây nấm này, cây nấm gì mà to thế cơ? Ta gọi nấm đùi gà. À, nhìn thấy. Tí nữa ta sẽ chẻ ra và ta sẽ xiên và ta nướng. Đâu ra đấy, xương ra xương, thịt ra thịt nhá. Tính ra chị cũng biết nấu ăn đấy chứ đâu phải là... Người ta nói là mình có năng khiếu. Đấy. Chị ơi, xong rồi ạ, bây giờ mình tẩm nước đúng không ạ? Đúng rồi, ta cho một chút đường. Chút chút thôi. Ờ, thôi. Rồi. Thế ta sẽ cho một chút cái mắc khén này vào. Này là hạt dổi, cho một chút thôi, nhỏ thôi nhá. Đấy. Thế một chút muối. Rồi vừa đủ thế thôi. Quá đẹp ha. Quá mộng mơ. Sương sương mù, những cái ánh đèn nó vàng vàng, lấp ló, những cái ngọn cây nó cứ thò ra. Đấy. Nó mờ mờ trong lớp sương ha. Quá đẹp. Cũng Việt Nam mình đẹp quá. Việt Nam mình còn đẹp, cần đi đâu nữa ngoài. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình cho lá mắc mật đúng không ạ? Lá mắc mật đúng rồi. Ta bóp vào, bóp vò đi xong bắt đầu là ta sẽ cho vào hai cái ống cơm lam, hai cái ống lam này. And nhét xuống hả chị? Đúng rồi. Nhét xuống vừa vừa thôi nhé, xong rồi sóc sóc thế là xong rồi cho ra được. Chị ơi, cho em xin cái thị Nguyễn Thị Nút. Nguyễn Thị Nút đâu nhỉ? Bây giờ cái nút chưa chuẩn bị. Nút chưa chuẩn bị. À đây, giấy bạc đây. Đây đây, có đây, rồi. Đây, 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 đây. Đây, quấn đây, một cái giấy bạc coi như là kiểu cho vào ấy. Đấy, này em không ra đâu, thoải mái. Được không chị? Dạ rồi, thế cho xuống, ta sẽ cho vào nướng. Rồi. Cái đấy cũng chia làm hai. Chia làm hai à? Cái này nhiều hơn, cho nhiều hơn. Cái này ít hơn, cho ít hơn. Đấy, bây giờ lại cho vào đây để cho vào gia vị nhá. Một chút đường. Bên này cũng đường luôn đúng không con? Rồi cho chút thôi nha. Đây sẽ cho một chút mật ong. Mật ong nếu bạn cho nhiều thì nó sẽ bị cháy. À, nhưng chỉ cho một chút để cho nó có độ thơm thôi. Dạ. Đấy, chút muối. Rồi, đây muối. Ít thôi. Ui, đây. Thế rồi, không sẽ nó sẽ mặn. Đây. Được rồi. Bây giờ mình cho một chút cái mắc khén này vào. À, mắc khén. Dạ, một gia vị không thể thiếu. Vừa thôi. Sẽ cho một chút nước mắm vào cho nó có độ thơm. Dạ. Rồi, đây. Đây. Và cho một rồi. Chút một chút mì chính. Ít thôi nhá, mì chính ít. Rồi. Mình sẽ bóp trộn đều lên đúng không? Trộn đều. Xin mời. Nguyễn Thị đây. Đây. Dạ, thế bây giờ là gì ạ? Tiếp theo thì đến đợi cái này cho nó ngấm một chút thì ta sẽ thái thịt bò và thịt ngựa nhá. Rồi ạ. Để cháu thái thôi. Vậy thái luôn đi ạ. Chị thái thịt bò thì em thái thịt ngựa chứ. Thịt okay. Bò thì là ta sẽ thái miếng để dài để quấn với cái nấm kim. À, còn thịt ngựa là thái vừa ăn đúng không ạ? Rồi, thái từng miếng để xiên để ta nướng. Bắt đầu là cái ống tre nó vàng đi rồi. Mà càng vàng bao nhiêu có nghĩa là đồ ăn là chuẩn bị chín rồi. Riêng cái món vịt này là tôi rất thích bởi vì tôi rất thích ăn vịt. Lại còn có lá mốc mạch và một số các gia vị khác nữa. Nói thôi mà nước miếng nó cứ ứa ra mọi người ạ. Cái này là ướp với cái gì à? Đây, cái này này phải ướp chút gừng này. À. Cho một chút gừng, chút tỏi. Ôi ơi, như này là đủ rồi cô nhỉ? Đây, cho vào đây. Được không ạ? Đấy, được rồi. Giờ là tới gia vị đúng không cô? Rồi, gia vị, cho gia vị vào. Một chút đường, một chút muối. Một chút đây hạt dổi, dạ. Bột nêm. Bột nêm. Đây, dạ. Tí cái hạt tiêu đi. Hạt tiêu nữa. Ta cho một chút mật ong vào. Cho nó ngon. À, một xíu mật ong, dạ. Cho nhiều nó sẽ bị cháy. Dạ. Ôi, gừng mấy tỏi mấy gì nữa hả cô? Cho một cây sả vào. Dạ, một cây sả.
đập nhỏ nó ra nhé. Rồi rồi ạ. Rồi. Được rồi. Dạ. Cái này đã cho à cái này ướp xong rồi. Đấy, ướp xong hết rồi, hai bên này ướp xong hết rồi. Rồi, sau đó mình trộn này không ạ? À? Đúng rồi. Có cho thêm một tí gia giảm ở đây có không ạ? Có chứ. Có. Vừa nãy là cháu có cho một tí gừng ạ. Cho một gừng. Nào củ tỏi và đúng một rồi. Tí xả rồi. Được rồi. Dạ. Cái này phải cho mắc khén, một ít mắc khén vào. Một chút mắc khén ít cho thôi. Con mùi. Cho nó thơm. Dạ. Cho một chút đường này. Chút bột nêm. Vừa thôi, không tí nữa sẽ bị mặn lắm. Dạ. Vì cái bò này các bạn. Chị đang làm món gì cho một chút mật ong. Món cho này nó thơm. Là thịt bò ướp. Ui là cũng xong lát mình quấn vào. Lại cũng cả mật ong à? Xong mình nướng cho lên. Cho một chút mật ong vào. Mật ong ạ. Ít thôi, nếu không thì nó sẽ bị cháy. Mật ong thì cho thơm, cho nó độ thơm, nó không cần cho nhiều. Thôi thế thôi, được rồi. Thơm quá mọi người ơi. Cái gì mà thơm sớm thế? Vịt nó ở trong ống lam mà đã ngửi mùi thơm rồi hả? Không, có mùi đấy. Ôi xong rồi cô. Được rồi. Cái này để nhá, bây giờ bắt đầu là ta sẽ đi quấn. Dạ. Bò quấn nấm kim châm. Lấy một miếng thịt quấn tròn xung quanh và xiên. Đấy. Xiên cái nhọn nó vào cái chỗ hai cái điểm gặp nhau ấy để cho nó khỏi bị tuột. Sao pha lạnh lạnh ha, ngồi cạnh cái bếp nướng này. Ngồi tới sáng được. Ừ. Ngồi đây mà tâm sự. Xong là một hai chén rượu thôi là cũng anh hay. Em phải trước nha, anh ngồi tới sáng nha. Em phải trước nha, anh ngồi tới sáng nha. Anh về làm sao được, anh phải về cùng em. Nhìn không khí Sapa lạnh lạnh như thế này, khói bếp cộng với khói của những làn sương, em mình có nên song ca một bài không? Bài gì ạ? Cô bé mùa đông. Cô bé mùa đông à? Anh thuộc bài đó không? Có chứ, anh biết cái bài đấy là do cái em quẹt một que diêm. Đấy là cô bé bán diêm. Đấy là cô bé bán diêm. À thế à? Cô bé mùa đông. À, cô bé mùa đông là như nào? Từng cơn gió đó. À. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá liền cành rớt xuống lòng đường, vội nhặt chiếc lá tôi nhớ về. Cô bé đáng yêu của tôi, mùa đông đến em vẫn cười. Em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường. Một thiên đường tuyết rơi. Cháy. Tuyết ra chẳng có đâu em ơi, chỉ có gâu trên đầu anh thôi. Gâu trên đầu anh thôi. Cái gì? Bồ hóng nó rơi vào đầu. Bồ hóng của bếp nó bay vào. Tuyết là ngày xưa có bài tuyết yêu thương. Giấc mơ một, tuyết trắng này cái gì đó. Một cô đông lạnh không có em trên tay đấy mà anh chưa vừa nằm tuyết bay vẫn lấy đầy vắng lặng. Cô đất anh vẫn chờ. Cô đất không chấm. Anh làm gì đó. Em không biết bài tuyết yêu thương đấy à? Không, bài đấy anh... Bài đấy ngày xưa nhảy audition nó bị sướng luôn. Em biết bài đó mà nghe anh hát em quên bài đó luôn đó. Cái gì hả Khoan? Hả? Em lại có cái cảm hứng gì là sao mặt em lần nào mà em cứ nhìn anh em liếc là anh nghi nha. Em lại định hại anh cái gì đúng không? Hại cái gì anh cứ nghĩ như vậy không à? Cứ để xa cho nó chắc. Cô nhìn anh đội, càng thấy đội màu hồng này càng thấy đáng yêu đấy. Là vì sao? Nó hợp à? Ừ. Tình yêu nó phải là như màu hồng. Đấy, giờ hát bài Mình bắt chiếc loài mèo ha. Cái liên quan. Bài này anh đang đội con mèo. Mình bắt chiếc loài mèo kêu nhe, kêu cùng em mèo 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 mèo. Mình bắt chiếc loài mèo kêu nhe, kêu cùng em mèo 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 mèo. Gì nữa? Teo, bắt chiếc mèo 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 mèo. Mình đang ở ca ba rồi, mình chuẩn bị đi. Em ơi, nhìn anh đàn ông lắm. Nhìn em có đàn ông không? Em là nó cũng hơi rồi, khói quá. Rồi, thử bắt con chó nào. Yeah. Anh hát con chó nào. Mình bắt chiếc loài chó kêu nhe, kêu gâu. Mình bắt chiếc giống con chó thật á. Mày!
Mạnh gái anh. Thế bắt chiếc loài loài trâu đi. Mình bắt chiếc loài trâu kêu nhe. Kêu cùng nhau trâu. Em mở khóa đi Khoa ơi. Dạ. Em cuốn đi Khoa. À cuốn ạ. Đến lượt Khoa sẽ cuốn cải mèo. Xiên đây. À xiên ạ. Đây. Cái đó và cái thịt bò là cũng gần cái kiểu giống đấy, nhau đúng không ạ? Đúng mà. Nó khác là thịt bò và thịt lợn thôi. Mối của nó để nó giữ được. Lợn cuốn cải. Bình thường cháu thấy là mọi người hay ăn là bò cuốn cải. Bò cuốn cải được đúng không ạ? Nấm. Bây giờ trong lúc mình chờ đợi Khoa cuốn thì mình làm món này đi ạ? Đây mình xiên cái này. Thịt lợn hơi ngắn nha. Thịt lợn là nam đấy. Đấy. Bố ơi, còn món lá hẹ này như là mình chưa làm ạ. Đây, món lá hẹ thì đây bây giờ là thái để cuốn thịt bò. Bò cuốn lá hẹ. Bò cuốn lá hẹ. Cái này để cháu ạ. Ok. Dạ. Ồ, còn cái này là thịt lợn mà lại thì thái xiên này nhá. Ớt chuông. À, xiên ớt chuông. À là cho cứ thịt một vào trước. Đây đúng không? À cho thịt vào trước để cho nó không bị tuột. Mình hãy nướng cùng nhau đi nhé. Nướng. Xiên miếng xanh. Đói quá. Đói quá. Tầm này đói quá. Cho miếng đỏ vào. À, đây ạ. Đỏ vào xong mới cho thịt. Đây 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 lá chanh này, lá chanh này. Tầm này vừa chưa hả cô? Cô ơi, tầm này vừa chưa hay ít hơn à? Cái này ít hơn thôi, để ăn tí nữa nó không bị dai. Dạ. Đây. Đây đây lá chanh đây cô ơi. Đúng rồi. Chanh làm cái gì hả cô? Lá chanh cuốn thịt. Đây, thịt đây. Đúng rồi, lá chanh cuốn thịt là thơm lắm. Bây giờ đến Hương sẽ quấn nấm hương nhá. Dạ. Đây xiên như này. Dạ. Biết xiên không? Đấy. À chỉ có mỗi nấm hương thôi là xong đấy ạ. Ồ. Dạ rồi. Đấy, còn xiên cái luôn. Gì không ạ? Xiên cái luôn. Đấy xiên luôn cái này vào đây. Xiên ở giữa đây đúng không ạ? Ui giời ơi, dậy mỏng quá. Đây, đừng xiên như thế thì sao chín nào. Cái này xiên mỏng quá, người ta chỉ làm mấy thôi đây. Con nói chia làm 3, con canh đúng 3 luôn đó. Đây. Dạ. Cái này là cái mầm đá Sapa đây thì mình bây giờ như này sẽ đây này ta sẽ bóc cái này ra một chút cái vỏ này rồi tí nữa ta nướng. Dạ. Còn cái này cái nó vỏ ngoài đúng cái à? Non thì ta không cần tước cũng được và ta cứ thế ta xiên thì tí nữa ta ăn thì cái nồng ấy thì ta bóc nó ra một chút. Cái này mà xiên vào ăn rất là rất ngon đây. Tươi. Món đặc sản của Sapa. Mầm đá. Rồi. Khoa rất là khéo tay nhá, nấu nướng, bếp bủng đúng không? Không, nhìn cái cách làm là thấy khéo đấy, năng khiếu. Dạ bây giờ bước tiếp theo là thế nào bây cô chuẩn nhỉ? Bây giờ mình cho cái bát vào đây. Vâng, cho cái bát vào đây. Mình cho dầu hào vào đây. Vâng, đây, dầu hào. Rồi, đường. Đấy, ta cho đường. Cho hết cái đường này đấy. Cái chỗ đường cho đấy. Cho hết chỗ đường đúng này rồi. Đúng rồi, hơi ít đấy nha. Ta cho thêm chút mật ong vào. Cho nó... Cho đủ độ ngọt. Đấy, cho cái thìa ấy đi. Một thìa. Thìa đấy còn sợ chưa đủ độ ngọt đấy. Cho vâng, thêm thế thìa nữa đi. Thìa nữa nha. Ok. Đấy. Thế, bây giờ là ta cho cái này là cái tương ớt Mường Khương. Tương ớt Mường Khương. Đấy, cũng là của miền Tây Bắc Sapa đấy. Có, cho vào. Một thìa. Đấy, bây giờ lấy cái thìa đảo lên. Đều nó lên. Mình đều xong bây giờ ta cắt quả chanh. Rồi. Đấy. Ta bắt quả gần nửa chanh vào đấy. Một nửa quả ạ. Ta thái một chút cái rau mùi này vào. Nóng hả? Chỉ làm em thèm đấy. Sao? Ổn hả? Đây nè.
không nói lên lời được. Ăn đi. Ngon. Vừa. Ngon quá. Cái gì đây? Cái miếng nào? Thôi, đừng tập trung đi. Anh làm nước chấm đi. Thật thà mọi người. Quá. Quá ngon. Mà lại đang trong cái không khí mà đất trời Sapa mà lạnh sương này thì quá tuyệt vời. Tôi lại phải ước gì để có người yêu bên cạnh thì cũng phải lãng mạn lắm. Người ta biết gì ế. Hả? Đã bảo là không ế bởi vì là người ta kén chồng. Đúng rồi. Sapa đi. Thôi. Bây giờ đảo đều, lấy đảo đều đi. Giá mà có ai cho miếng thịt vào đây để chấm thử cái nước chấm để xem nó vừa chưa thì coi là tốt đấy. Nói chả ai quan tâm cô ạ. Khổ thế. Cháu đi sâu này toàn bị bắt nạt thôi cô. Nhất là cái bạn Khoa như kìa. Với cái lành của Sapa thì lò than hồng và vải bó nướng nóng hổi ai rai cùng bạn bè và gia đình thì vô cùng tuyệt vời. Nướng đến đâu, ăn đến đó. Mùi than hoa thơm lẫn cùng mùi thịt nướng sẽ khiến bạn thèm thuồng mãi không thôi. Mở ngay cuốn sổ để ghi lại công thức những món nướng đậm chất núi rừng này nhé. Thịt lợn lát mỏng, ướp cùng hành băm, bột ngọt, đường, muối, mắc kén, hạt dổi, một chút xíu mật ong. Thịt ngựa cắt miếng vừa ăn, ướp cùng bột ngọt, đường, muối, mắc kén, hạt dổi và một chút xíu mật ong. Vịt lọc thịt rồi cắt miếng vừa ăn, ướp cùng bột ngọt, muối, đường, mật ong. Thịt bò cắt lát mỏng, ướp cùng tỏi băm, xả băm, muối, đường, bột ngọt, mật ong, mắc kén và hạt dổi. Ướp các loại thịt từ 10 đến 15 phút. Sau đó, thịt heo được cuốn với cải mèo, lá chanh và xiên cùng ớt chuông. Thịt vịt được cho vào ống tre. Thịt ngựa xiên vào xiên nướng. Thịt bò cuốn cùng nấm kim châm và lá hẹ. Cuối cùng sẽ mang tất cả nướng trên than hoa là món ăn đã hoàn thành rồi. Nam ơi, sao mang nước chấm sang đây đi. Rồi, nước chấm ơi, nước chấm đã xong. Mọi người ơi, nước chấm đã xong rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ăn thử luôn nha. Bây giờ, ok. Nào, dạ, đây. Cô ngồi đi. Dạ, ta thử ăn thử nha. Dạ, vâng ạ. Bên này chín rồi cô ơi. Đây. Dạ. Dạ, con mời cô. Này nó mới thú vị cô ạ. Chứ còn nhiều khi ngồi nhà hàng sang trọng, máy lạnh, đèn đóm ăn chưa chắc đã là không ăn đúng rồi, ăn không khí ngồi như sương mù như thế này. Sao dạ. Cô ơi, tình hình thế nào ạ? Cháu chuẩn. Hồi hộp quá cô ơi. Hơi mặn. Ai ướp cái ông này? Ông nào ướp cái này? Anh đi nướng mà, anh nướng vịt mà, em ướp. Nam ướp. Đâu, em thái. Chút muối. Dạ, cho đây muối. Ít thôi, ui mình. Đây. Thế rồi, không sẽ nó sẽ mặn. Đây. Được rồi. Hôm nay muốn khác biệt và muốn ăn mặn thế. Rồi sang món à. Cô ơi, đây đây món này của cháu. Cô thử cháu món này. Món này là món đậu bò quấn kim chi. Bò thì rất là thơm. Wow, khoan đã. Trời ơi, tương ớt. Đồ đúng chấm lắm. Khoan, nghiền tương ớt cô ạ. Đồ chấm là cứ phải có tương ớt. Đấy, chấm nó mới ngon. Bây giờ mình chuyển qua món rau đi, mình thử món rau đi. Món rau xem. Rau ạ. Đây. Mầm đá Sapa nhé. Mầm đá Sapa. Đúng rồi. Dạ, cháu mời cô ạ. Đây. Có thịt có rau nó đỡ ngấy à. Vâng. Món vừa rồi là đây là thịt món bò. Thịt lợn. Đây. Một cái cảm giác nó cũng ngậy ngậy, béo béo. Kèm theo một chút rau ăn cảm thấy rất là ngon. Nhưng giá mà Khoa cho ít muối đi một tí thì chắc chắn là sẽ còn ngon hơn nữa. Đúng rồi, nó bị mặn đúng không? Đúng rồi. Và đây là món thịt này, ngựa các của bạn chị Hương. Ơi, cái mầm đá của Sapa nướng ăn rất ngon đấy. À. Rồi. Ăn rất là ngọt. Mà thử giòn lắm, các bạn thử tươn ăn mà xem. Một cái bát nước dầu hào và chấm với một miếng thịt ngựa mọi người ơi. Này lần sau được cho thêm một chút đường nữa. Rồi, đang nắng. Nó mới ngọt. Đúng rồi. Đâu, cho em một miếng nào. Ngon lắm á. Ngon mà giòn lắm. Quá giòn không? Ngon như thế này, để em đi mời khách quý tới. Ngon quá. Nào, đi vô nào. Đây rồi, khách quý tới đây rồi. Mọi người ơi, khách quý tới đây rồi. Ôi, các con. Mời các con. Xinh ra. Mời các con thử món thịt ngựa. Cái này là thịt lá chanh nè. Con ăn thử nhá. Đấy, con rút ra. Rồi, ok. Tí thôi ông cay nhá. Wow. Ngon không? Ngon không? À. Gắt rồi, gắt đau rồi. Ngon. Con là người ở đây à?
Con qua Sapa làm gì? Con bán hàng. Trời ơi, bé xíu để con đi bán hàng nữa. Dân tộc của con đây là bộ của người nào? Người dân tộc nào? Người Mông à. Trời ơi mà xinh quá. Em bé nào cũng xinh á. Rồi ăn mạnh lên nha mấy con. Trời ơi cứ ăn thoải mái đi. Dễ thương quá mọi người à. Không bao giờ Khoa nghĩ rằng Khoa có dịp được ở trên Sapa nướng đồ ăn ngon như thế này. Và mọi người có thể thấy đấy, các bé ăn vô cùng ngon miệng. Tới đây thì thời lượng của ẩm thực Kỳ Thú cũng đã hết rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của ẩm thực Kỳ Thú vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Ẩm thực Kỳ Thú do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Chơi Đi Mách cũng đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ăn mạnh lên đi mấy con. Ăn mạnh đi nha, cứ ăn thoải mái nha. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.